từ cách thuộc da và cái họa tiết trên da. Mỗi cái bao da là chỉ có một cái duy nhất thôi. Mỗi sản phẩm Kỳ Lân nhập đều là những cái bản độc bản và những cái bản hiếm, những cái bản mà gần như là limited hết, thì Kỳ Lân mới có được những cái siêu phẩm như thế này. Và một cái đặc biệt mà Kỳ Lân trải nghiệm ở tất cả những cái đồ da Kỳ Lân đang chọn lọc để làm, đó là càng dùng càng lên nước, càng gần hơi người càng đẹp. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay chủ đề về điện thoại Vertu, nhưng Kỳ Lân không giới thiệu điện thoại Vertu mà giới thiệu phụ kiện cho điện thoại Vertu. Đây là những cái sản phẩm bao da cá sấu, bao da handmade bởi Kỳ Lân Luxury. Đây là những cái da hầu như là da độc bản và những cái da cao cấp từ những con cá sấu nhập từ các công ty chuyên thuộc da lớn ở trên thế giới, và những công ty này chuyên thuộc da cho những nhãn hàng, những thương hiệu thời trang lớn nhất. Và mỗi cái bao da như thế này thường Kỳ Lân sản xuất ra chỉ có một cái duy nhất, tức là kiểu là một kiểu, nhưng mà màu sắc và chất liệu mỗi cái từ cách thuộc da và cái họa tiết trên da, mỗi cái bao da là chỉ có một cái duy nhất thôi. Khi quý khách đã mua xong một cái này rồi thì không bao giờ có lại cái nữa, và chỉ có cái tương tự là mẫu kiểu khác, có nghĩa là cùng kiểu nhưng mà khác về họa tiết, khác về vân. Hiện tại thì trên cái khay Kỳ Lân đang giới thiệu với quý khách là chuyên về da cá sấu, và sắp tới sẽ có một bộ sưu tập về da đà điểu sẽ trình làng trong clip tới. Và cụ thể từng sản phẩm thì xin mời camera em cầm lên cho các bạn xem từng cái giùm anh. Đây là một con da màu đỏ. Thì cái này thì Kỳ Lân làm một bộ, một cái không nắp và một cái có nắp. Thì như chủ đề lúc trước, Kỳ Lân làm giày cho quý khách là theo công thái học, có nghĩa là sẽ đo theo từng đôi bằng chân đẹp của quý khách để ra được một đôi giày vừa khít cái đôi bằng chân của mình, mang rất là chắc chắn và đi rất là phong cách cũng như là sang trọng. Thì hôm nay đối với bao da điện thoại Vertu cũng vậy, từng cái bao da như là Donny từng cái vậy, và Kỳ Lân xỏ vào rất vừa vặn, rất khít, khít từng chi tiết ở phần logo trên cũng như là phần ở dưới, nhìn thấy cái độ đẹp của vàng kim cương chiếu ra, và phần sau lộ vừa khít cái vân màu gốm ceramic này. Đối với những sản phẩm Mai Đại Trà, đối với những sản phẩm hàng nhập ở các thị trường khác, thì Kỳ Lân thấy một cái điều là dùng một thời gian nó hay bị cong, bị méo những cái phần này. Thứ hai là rất dễ bị biến dạng. Thứ ba là đường chỉ chưa có chuẩn. Cho nên là khi Kỳ Lân thấy được điều đó, và lúc trước có bán những sản phẩm như vậy, mình cảm thấy khách hàng dùng một thời gian rất dễ bị hư và màu nó không có đẹp dần theo năm tháng. Cho nên Kỳ Lân đã tìm hiểu và đã chọn những cái da nhập từ những cái đồ thời trang của mình. Mỗi sản phẩm Kỳ Lân nhập đều là những cái bản độc bản và những cái bản hiếm, những cái bản mà gần như là limited hết, thì Kỳ Lân mới có được những cái siêu phẩm như thế này. Bỏ vô rất nhẹ nhàng, rất êm ái và rất vừa khít, bởi vì Kỳ Lân đã đo chi tiết và handmade hoàn toàn, không có công nghiệp, thành ra là hầu như là không có lỗi, bởi vì handmade từng cái và kiểm tra chất lượng từng cái. Ở bên trong thì lót bằng cừu nhung rất êm và cao cấp. Đồng thời thì khi chúng ta bỏ điện thoại vào á, thì cái cừu nhung bên trong á, nó cũng là một trong những cái làm đẹp cái điện thoại và xua tan đi những cái bụi bặm bám trên điện thoại luôn. Giống như là chúng ta đang dùng điện thoại mà bị dơ á, chúng ta cũng dùng một cái khăn như thế này nè, là chúng ta cũng lau vệ sinh, lau chùi, nó sẽ sạch sẽ hơn và đẹp hơn. Thì cái bên trong Kỳ Lân lót bằng cừu nhung, nó cũng là một trong những cái chất liệu làm sạch đẹp cho điện thoại của mình. Tất cả những gì Kỳ Lân đang giao lưu với quý khách, tất cả những gì Kỳ Lân đang tư vấn khách hàng là những cái Kỳ Lân đã từng trải nghiệm hết và đã tìm ra những cái nhược điểm trong lúc trải nghiệm, và biến những cái sản phẩm, những cái dịch vụ của Kỳ Lân trở nên ưu điểm.
cho quý khách hàng sử dụng. Như cái văn này, quý khách xem văn này thì mỗi cái văn, mỗi cái nó sẽ hoàn toàn khác nhau, và chất liệu thì từ cá sấu nhưng mà thuộc từ công ty, nó sẽ tạo ra những cái họa tiết màu sắc khác nhau, rất là đẹp. Hiện tại thì trên màn ảnh chúng ta đang xem là có hai phiên bản, là một loại là không nắp và một loại là có nắp. Và Kỳ Lân đang tiến hành làm những mẫu là ngang. Và tất cả những cái logo trên cái khay này, tất cả đều là bằng vàng nguyên khối, vàng 18K AU750. Từng cái logo là bằng vàng nguyên khối. Và clip tiếp theo Kỳ Lân sẽ đi sâu vào bộ sưu tập bằng da đà điểu. Như đây là da đà điểu nè. Kiểu này là kiểu cầm tay, rất là dễ thương, rất là sang luôn, rất là gọn luôn. Tuy nhiên mỗi người mỗi thích cái kiểu khác nhau, mỗi người mỗi cái nhìn nhận khác nhau. Như người thì thích xỏ như thế này, cực kỳ đơn giản, rất gọn gàng. Nhưng có quý khách thì lại thích xỏ vào trong có nắp đậy như thế này. Nhưng có quý khách thì lại thích kiểu là bỏ vô cuộn lại như thế này, cầm giống như cái ví cầm tay, rất là gọn. Đó là sở thích của mọi người. Và tất cả những sở thích đó Kỳ Lân luôn có sẵn để đáp ứng những cái yêu cầu sở thích đó cho tất cả quý khách về bao da cho điện thoại Vertu Signature S, cũng như tất cả các loại điện thoại Vertu có trên thị trường. Và tất cả những loại ốp lưng bao da cho tất cả những loại điện thoại, cũng như là tất cả những đồ da cho tất cả những cái sản phẩm thời trang, những sản phẩm sử dụng vật dụng của chúng ta. Nếu khách chỉ cần có nhu cầu thì Kỳ Lân sẽ đáp ứng. Từ cách chọn vân da, màu sắc da của cá sấu hoặc đà điểu hoặc cá mập, rồi từ chọn kiểu dáng, và Kỳ Lân sẽ thực hiện thành sản phẩm cho quý khách. Đặc điểm của những cái da cá sấu thì quý khách biết rồi, rất là đẹp, vân rất là đẹp, cầm rất là êm tay. Cũng như là khi mà chúng ta sử dụng mà một thời gian nó bị dơ đi á, thì mình vệ sinh lau chùi cũng rất đơn giản, cũng như là cách bảo dưỡng da nó sẽ trở nên đẹp. Và một cái đặc biệt mà Kỳ Lân trải nghiệm ở tất cả những cái đồ da Kỳ Lân đang chọn lọc để làm, đó là càng dùng càng lên nước, càng gần người hơi người càng đẹp. Đó là đặc điểm mà Kỳ Lân đã trải nghiệm tất cả những cái sản phẩm chọn lọc Kỳ Lân Luxury để phục vụ cho tất cả những khách. Vâng, và như vậy là clip đến đây xin được phép tạm dừng kết thúc. Cảm ơn tất cả quý khách đã đồng hành, đã quan tâm, đã theo dõi, đã xem hết clip này. Một lần nữa Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury. Và để cập nhật tất cả những video về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao, những sản phẩm hấp dẫn sắp tới thì Kỳ Lân mời quý khách truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com hoặc subscribe kênh YouTube Kỳ Lân Luxury cũng như trang fanpage Kỳ Lân Luxury để cập nhật những video hấp dẫn sắp tới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.